Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để có thể tạo được ví Tân Wallet để chúng ta có thể sử dụng nó tham gia các kèo ở trên Tân Blockchain ha. Và ví này thì được chính Telegram phát triển và sẽ tích hợp ở trên Telegram luôn, nên là chúng ta sẽ sử dụng các tài khoản Telegram để tạo ví luôn thôi các bạn, rất là tiện. Rồi, còn về Tân Blockchain thì đây là một cái dự án mạng lưới blockchain được chính Telegram phát triển luôn ha, với đồng token chính là đồng Tân đó. Khi tham gia vào crypto thì mình nghĩ là chúng ta không thể thiếu những tài khoản mạng xã hội như là Twitter nè hay là Telegram ha. Nên Tân cũng là một trong những cái dự án rất là tiềm năng có thể phát triển rất là lớn trong tương lai. Về các bước tham gia thì đầu tiên các bạn sẽ vào tài khoản Telegram ha. Khi mà các bạn chưa tạo ví á, thì ở đây nó sẽ không có cái phần wallet. Các bạn có thể tìm trong cái phần tìm kiếm là cái chữ wallet ha. Nó sẽ xuất hiện một cái mục như thế này. Đó thì đây sẽ là cái mục tạo ví Tân ở trên Telegram ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào phần là Open Wallet, nhấn vào giao tích, nhấn vào OK. Và sau khi các bạn nhấn vào Open đó thì ở trên cái phần Telegram của các bạn nó sẽ xuất hiện cái mục là Wallet ha. Đó thì chúng ta có thể nhấn vào cái mục Wallet này để vào ví luôn. Và như vậy là ví Tân của chúng ta sẽ được tạo ha và được liên kết với chính tài khoản Telegram của các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy các cái đồng coin cơ bản như là đồng Tân Coin nè, để chúng ta có thể nạp đồng Tân từ các cái sàn giao dịch ha. Hiện tại thì đồng Tân này cũng đã list ở trên nhiều cái sàn giao dịch lớn rồi, như là OKX, Bybit hay là MXC đó. Thì nếu các bạn muốn tham gia những cái kèo trên Tân Blockchain đó thì chúng ta có thể lên các cái sàn giao dịch này để mua, sau đó rồi chúng ta gửi cái đồng Tân Coin vào ví ha. Nhấn vào phần Receive thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ ví để gửi đồng Tân Coin. Ngoài ra thì chúng ta còn có gửi được cái đồng Bitcoin ha các bạn, nó sẽ có cái địa chỉ ví khác đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có một cái phần ví thứ hai, đó chính là Spaten ha. Thì các bạn sẽ vào cái mục ba chấm này, nhấn vào setting, sẽ thấy cái nút đó là show Tân Spay nè, bật nó lên. Phần này thì để chúng ta kết nối các cái app tham gia các cái kèo game các thứ đó. Rồi quay lại, nhấn vào phần là Tân Spay, nó sẽ xuất hiện ở đây ha, và bắt đầu tạo cái ví Tân Spay này. Và hai cái địa chỉ ví này nó sẽ khác nhau các bạn. Cái địa chỉ wallet ở ngoài á để nhận đồng Tân nó sẽ khác với cái địa chỉ Tân Spay này. Nhấn vào tạo Tân Spay ha. Rồi nhấn vào start. Backup via mail. Sử dụng mail để đăng ký cái ví Tân Spay này các bạn. Rồi confirm. Các bạn sẽ nhận được một cái mail xác nhận gồm 6 số để verify ha. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo ví Tân Space thành công. Nhấn vào view để xem ví. Và hai cái địa chỉ các bạn có thể thấy là nó sẽ khác nhau, như cái địa chỉ ví nhận Tân Coin nè, nó sẽ là cái địa chỉ khác so với cái địa chỉ ví Tân Spay ha. Đó, sau này anh em có tham gia những cái kèo ở trên Tân Blockchain đó thì chúng ta sử dụng hai cái loại ví này đều được hết các bạn. Rồi còn về nạp rút ở trên Tân Spay hay là ví Tân ở ngoài này á, thì nó cũng tương tự nhau ha. Muốn nạp đồng Tân á, thì các bạn nhấn vào Tân Coin ở trên ví Tân trên wallet này á, thì sẽ nhấn vào Receive để lấy địa chỉ ví ha. Còn ở trong Tân Spay á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào Tân Spay thôi, rồi chúng ta nhấn vào Deposit cũng sẽ lấy được địa chỉ ví, copy. Rồi sau đó lên các cái sàn giao dịch như là OKX, Bybit, MXC hiện tại đang list đồng Tân để mua ha. Mua xong rồi chúng ta sẽ rút về trên mạng Tân ha các bạn. Đầu tiên là lựa đồng Tân nè. Rồi điền lại địa chỉ ví Tân trên Telegram ha, những cái địa chỉ ví Tân mà chúng ta muốn rút đó. Và ở trên những sàn giao dịch đó nó sẽ có cái phần đó là comment hay còn gọi là memo ha. Khi rút về ví Tân ở trên Telegram á, thì nó sẽ không có cái phần memo này, các bạn sẽ không cần phải điền. Tuy nhiên thì sẽ có một số cái nền tảng như là các cái sàn giao dịch trên đó hay là những cái nền tảng khác đó, sau này các bạn tham gia thì có một số nền tảng nó sẽ có thêm cái phần memo đó, thì khi rút quá các bạn sẽ cần phải điền đúng cái phần memo này ha. Rồi khi rút từ sàn thì chúng ta sẽ không cần phải điền phần memo này, chúng ta chỉ lựa chọn địa chỉ ví nè, điền địa chỉ ví nè, rồi lựa chọn đúng đồng Tân Coin, lựa chọn đúng mạng lưới Tân Blockchain,
đó, nhập số lượng vào rồi nhấn vào rút ha. Còn nếu như các bạn muốn gửi đồng coin này lên các sàn giao dịch để bán ra tiền tươi đó, rồi chúng ta sẽ nhấn vào send, và bắt buộc thì trong ví tên của các bạn đó phải có đồng coin chúng ta mới nhấn vào send được ha, nên mình sẽ chuyển sang một cái ví có tên để cho các bạn xem. Rồi thì ở đây có đồng coin ha, chúng ta sẽ nhấn vào send, rồi nhấn vào lựa chọn đồng coin. Ở đây sẽ có hai lựa chọn, gửi vào những cái địa chỉ ví tên thông thường hay là cái địa chỉ ví tên Space ha, thì để nạp lên các sàn giao dịch đó. Chúng ta sẽ lựa chọn là gửi vào địa chỉ ví thông thường. Rồi ở trên sàn giao dịch thì các bạn sẽ vào cái mục đó là nạp tiền. Vẫn sẽ lựa chọn đồng tên coin ha. Rồi chọn mạng tên. Ở đây thì nó sẽ có hai phần, đó là địa chỉ ví tên của sàn giao dịch và phần comment, phần memo ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ copy địa chỉ ví tên trước nè, rồi chúng ta dán lại vào ví, nhấn vào continue. Muốn gửi bao nhiêu tên đó thì các bạn nhập vào ha, ví dụ ở đây mình gửi 1, rồi nhấn vào continue đó. Tiếp theo ở phần gửi thì chúng ta sẽ thấy được cái phần là comment. Ở những cái nền tảng nào mà nó có cái phần comment số như thế này á, thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải điền vào cho đúng thôi các bạn. Nếu các bạn không điền vào đúng á, thì có thể là cái đồng tin chúng ta sẽ bị mất đó. Nên là các bạn cũng nên chú ý ở phần này. Rồi chúng ta sao chép lại cái phần comment ở trên sàn ha. Ngoài sàn ra thì một số cái nền tảng khác á, đôi khi nó cũng sẽ có cái phần comment này ha. Có những nền tảng có, những nền tảng không. Nên là nền tảng nào có, những cái dự án nào có đó, thì khi nạp tiền hay là khi rút tiền thì các bạn chú ý cái phần comment này, cái phần memo này ha. Rồi chúng ta dán lại vào và chúng ta nhấn vào confirm thôi, là các bạn có thể gửi tên lên các sàn giao dịch hay là những cái nền tảng khác. Rồi và tiếp theo thì mình muốn giới thiệu đến cho các bạn thêm một cái ví tên khác nữa, đó là tên Keeper ha, một cái ví cũng rất là nhiều người dùng sử dụng. Và ví này thì hỗ trợ trên cả iOS, Android và cả PC ha các bạn. Ở trên PC thì chúng ta sẽ add nó vào Chrome đó, các bạn nhấn vào phần là trình duyệt Chrome nè, nó sẽ nhảy ra cho chúng ta cái phần này để các bạn add vào Chrome tương tự như là MetaMask ha. Sau khi add vào Chrome thì nhớ pin nó lên trên phần thanh trình duyệt ha. Rồi tạo ví, nhấn vào Get Start để bắt đầu. Tạo một ví mới hoặc là import những cái cây ví cũ, ví tên nào đó các bạn sử dụng muốn import vào thì các bạn điền vào, hoặc là chúng ta tạo một cái ví mới. Nhấn vào Continue. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được là những cái cụm từ khóa bí mật của ví ha. Phần này thì các bạn nên lưu trữ lại thật là cẩn thận. Và ở cụm từ khóa của ví tên thì nó sẽ lên đến là 24 ký tự các bạn. Sau khi lưu trữ cẩn thận thì nhấn vào Continue. Điền lại những cụm từ khóa, nó sẽ hỏi ngẫu nhiên ha. Rồi nhấn tiếp vào Continue. Đặt mật khẩu cho ví. Ok, thì như vậy là chúng ta đã tạo được ví tên Keeper ha. Kiểm tra lại thì nó sẽ có giao diện như thế này, cũng tương tự như ví tên ở trên Telegram ha các bạn. Và giao diện ở trên PC với giao diện ở trên điện thoại nó cũng giống nhau ha. Cũng có cái địa chỉ ví để chúng ta có thể nhận tên nè. Rồi gửi tên đi ha. Đó, rồi có cái phần là Activity, những gì các bạn tương tác trên mạng tên blockchain đó. Rồi phần Browser, phần trình duyệt ha, để chúng ta có thể vào các cái dự án, vào các cái app. Và phần Setting, phần cài đặt ví. Đó thì đây là hai loại ví mà hiện tại đang sử dụng trên mạng tên nhiều nhất ha các bạn. Tên Keeper và Wallet ở trên Telegram. Đó, anh em muốn sử dụng cái ví nào cũng được ha. Rồi và như trên là các bước để chúng ta có thể tạo và sử dụng được ví tên ở trên tên blockchain ha. Sắp tới có những cái kèo tên nào ngon hay là những kèo nào tiềm năng đó thì có thể mình sẽ lên video hướng dẫn thêm cho các bạn. Hoặc là chúng ta có thể cập nhật trên các trang mạng xã hội của CCA như là Telegram, Twitter ha. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho CCA một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.